Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau. Sức khỏe hai bệnh nhân ngộ độc botulinum vẫn chưa có tiến triển tích cực. Các ngân hàng thương mại dự kiến giảm 0,3-0,5% lãi suất cho vay từ 29 tháng 5. Dự kiến 1,4 triệu xe không kinh doanh vận tải sẽ được giãn chu kỳ đăng kiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức vừa tổ chức lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân thuộc các trường hợp có tính chất đặc thù trong dự án khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt này, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã trao cho 11 hộ dân với 21 giấy chứng nhận, đồng thời cung cấp các mẫu nhà để các hộ gia đình cá nhân tham khảo thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định tại khu tái định cư Mai Thiện và khu tái định cư Long Bình, Long Thạnh Mỹ. Hôm nay là chúng tôi trông chờ là rất là nhiều năm rồi. Chủ mới là khang trang đẹp đẽ hơn chủ cũ rất là nhiều. Chúng ta có thể là không xây dựng theo cái quy mô của cái dự án 1/500 được duyệt mà có thể xây dựng theo cái nhu cầu của các hộ dân. Đương nhiên vẫn đảm bảo một số những cái chỉ tiêu cơ bản như là khoảng lùi trước, khoảng lùi sau, mật độ xây dựng vân vân. Lãnh đạo thành phố Thủ Đức cũng đề nghị lãnh đạo các phòng ban liên quan và các phường quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ gia đình cá nhân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân đồng hành cùng chính quyền địa phương, thành phố thực thi chính sách pháp luật của nhà nước để thực hiện dự án khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 26 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình trạng sức khỏe hai bệnh nhân ngộ độc botulinum sau 2 tuần nhập viện vẫn chưa có tiến triển, hiện một người có diễn tiến xấu hơn. Tình trạng của bệnh nhân 18 tuổi vẫn chưa thấy cải thiện và hồi phục. Bệnh nhân 26 tuổi dù được đưa vào viện trong tình trạng khá hơn nhưng giờ đây bắt đầu xuất hiện dấu hiệu liệt cơ, tình trạng sức khỏe đi xuống. Hiện tại, sức cơ tứ chi của người bệnh này là 2-3/5. Hiện cả hai bệnh nhân đều được điều trị tại phòng hồi sức tích cực của khoa bệnh nhiệt đới. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, phó khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đêm 24 tháng 5, 6 lọ thuốc botulinum antitoxin heptavalent được gửi từ kho của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Thụy Sĩ đã về đến Thành phố Hồ Chí Minh để dùng cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, hai bệnh nhân nói trên đang thở máy nhưng đã quá chỉ định dùng thuốc. Do đó, việc truyền thuốc botulinum antitoxin heptavalent thời điểm này không mang lại được hiệu quả giải độc. Đứng trên chiếc thuyền nan, nheo mắt nhìn những tia nắng mặt trời đang lên, bà Vũ Thị Thịnh vớt một khối xốp lên đênh trên mặt nước phẳng lặng của Vịnh Hạ Long nổi tiếng. Là một trong những danh thắng nổi tiếng nhất ở Đông Nam Á, vẻ đẹp nơi đây bị hủy hoại bởi rác thải nhựa nằm rải rác trên biển giữa những khối đá vôi nổi tiếng. Trong 3 tháng qua, 10.000 mét khối chất thải đủ để lấp đầy 4 bể bơi Olympic đã được thu gom khỏi mặt nước theo Cơ quan Quản lý Vịnh Hạ Long Di sản Thế giới của UNESCO. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng khi các ngư dân dứt bỏ những chiếc phao polystyrene cũ xuống biển. Ít nhất 20 xà lan, 8 chiếc thuyền và một đội gồm 10 người đã được chính quyền triển khai khẩn cấp để dọn dẹp mọi thứ. Vào năm 2022, hơn 7 triệu du khách đã đến đây để chiêm ngưỡng những núi đá vôi ngoạn mục với thảm thực vật nhiệt đới trên bờ biển phía đông bắc của Việt Nam. Trong vịnh hiện chỉ còn khoảng 100 loại san hô so với số lượng gấp đôi ban đầu. Theo các nhà bảo tồn, lệnh cấm đánh bắt cá ở một số khu vực đã giúp khắc phục tình trạng này. Một báo cáo được công bố vào năm 2022 cho thấy Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia gây ô nhiễm đại dương hàng đầu trên thế giới, với 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được tạo ra mỗi năm, ít nhất 10% trong số đó được thải ra nước. Con số này có thể tăng hơn gấp đôi vào năm 2030. Cánh đồng lúa Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình được vinh danh là một trong 5 cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Năm nay, để tạo điểm nhấn cho tuần du lịch Ninh Bình, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các hộ nông dân để tạo hình bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt, cá chép ngắm trăng từ những cây lúa trên cánh đồng lúa thơ mộng. Ngay từ đầu vụ, ngành du lịch đã cử chuyên gia phối hợp với các hộ dân để tạo hình bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt trên cánh đồng lúa trồng hơn 9.500 m². Các chuyên gia tính toán kỹ lưỡng thời gian cấy lúa, tạo thửa, tạo hình khối, làm nên tổng thể bức tranh trên dòng sông Ngô Đồng uốn lượn. Chúng ta tập trung rất là cao, từ ngay từ khâu làm đất cho đến khâu cấy và chăm sóc, thì làm cỏ, bón phân, thế rồi là đánh diệt trừ sâu bệnh, rồi diệt chuột để có cái cánh đồng lúa đẹp như ngày hôm nay.
bức tranh khắc họa sinh động hình ảnh một đôi cá chép đang chơi đùa cùng ánh trăng. Bức tranh cũng thể hiện mong ước cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu. Tuần du lịch Ninh Bình năm nay diễn ra từ ngày 27 tháng 5 với lễ khai mạc được tổ chức tại sân khấu được dựng trên cánh đồng lúa, cùng với nhiều hoạt động hấp dẫn, các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc khác. Các ngân hàng thương mại dự kiến giảm 0,3 đến 0,5% lãi suất cho vay với tất cả các khách hàng hiện hữu áp dụng từ 29 tháng 5. Nhóm dự kiến giảm lãi suất tuần tới sẽ tập trung ở các ngân hàng tư nhân từ đầu năm đến nay chưa điều chỉnh lãi với những khoản vay cũ. Động thái này diễn ra sau cuộc họp giữa lãnh đạo các ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước ngày 25 tháng 5. Theo báo cáo của Chính phủ, bình quân lãi suất cho vay mới 3 tháng đầu năm là 9,3%. Nhưng số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy, lãi suất cho vay bình quân tại 35 ngân hàng thương mại tới cuối tháng 3 là khoảng 10,23%, cao hơn 0,56 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái. Ngân hàng Nhà nước hôm 25 tháng 5 đã giảm trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống 5% một năm. Đây là lần thứ hai nhà điều hành giảm trần lãi suất huy động từ đầu năm tới nay. Theo Ngân hàng Nhà nước, đó là bước đi quan trọng định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới. Đây là tín hiệu định hướng các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi bằng tiền đồng kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng cũng hỗ trợ các ngân hàng giảm chi phí đầu vào. Từ đó, ngân hàng có điều kiện thuận lợi giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dự kiến 1,4 triệu xe cá nhân đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải khi hết hạn kiểm định sẽ được tự động giãn chu kỳ theo dự thảo thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới. Theo dự thảo sửa đổi, ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải nếu hết hạn kiểm định trong một năm kể từ ngày thông tư được ban hành sẽ được tự động giãn theo chu kỳ mới. Chủ xe sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định mà không phải đưa xe đến trung tâm để đăng kiểm lại. Đề cập dự thảo thông tư chỉ áp dụng cho xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đây là nhóm xe cá nhân cường độ sử dụng không nhiều, tỷ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất của nhóm này cao, khoảng 95% tổng số xe. Điều đó cho thấy không cần thiết kiểm định lại xe trước khi giãn chu kỳ mà vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn. Nhóm xe dưới 9 chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn kiểm định hàng tháng chiếm 33-43% tổng số phương tiện đến hạn kiểm định, tập trung tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần sau, xác minh vụ vỡ hụi quy mô lớn tại Đồng Nai đang gây xôn xao dư luận. Liên tiếp xảy ra các vụ chết ngạt do đốt thực bì rừng ở huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi. Kiểm tra một hộ kinh doanh, phát hiện nhiều sản phẩm đồ chơi, đồ dùng trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thông tin Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 5 cho biết. Đội Quản lý Thị trường số 7 kiểm tra hộ kinh doanh BBSVN tại địa chỉ số C2, khu dân cư Tân Thuận Nam, phường Phú Thuận, quận 7, phát hiện và thu giữ 3.500 sản phẩm đồ chơi, đồ dùng trẻ em không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm của hộ kinh doanh này gồm thay đổi ngành nghề kinh doanh nhưng không gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở chính, không thông báo website thương mại điện tử bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 110.880.000 đồng. Đội quản lý thị trường số 7 đã tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định. Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tối qua cho biết đang xác minh vụ vỡ hụi quy mô lớn tại địa bàn gây xôn xao dư luận. Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, hàng trăm người dân tụ tập tại văn phòng bất động sản HTP để đòi nợ với hình thức chơi hụi. Qua xác minh, công an xác định chủ hụi là bà NTTH, 34 tuổi, ngụ ấp 3, xã Lộ 25, cùng chồng là ông TQH, 36 tuổi, ngụ thành phố Long Khánh, đứng ra huy động người dân chơi hụi với hình thức theo ngày, tuần và tháng. Theo báo cáo ban đầu của chính quyền địa phương, tính đến 17 giờ cùng ngày, có 190 người khai báo thông tin cho chủ hụi vay với tổng số tiền hơn 40,5 tỷ đồng, trong đó người cho vay ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất là 4 tỷ đồng.
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục nhận đơn khai báo của người dân, đồng thời tiến hành phân công lực lượng bảo vệ địa bàn, tránh tụ tập đông người gây mất trật tự an ninh. Ngày 26 tháng 5, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng Võ Minh Quang, ngụ tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 5, đối tượng Quang thuê xe ôm do một nữ tài xế điều khiển đi từ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai sang huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Quang yêu cầu tài xế dừng xe để nghe điện thoại, rồi bất ngờ lấy dao kề cổ nạn nhân, khống chế, cướp chiếc xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã khẩn trương điều tra. Sau 5 ngày, lực lượng đã bắt giữ được Võ Minh Quang khi đối tượng đang lẫn trốn tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thu hồi chiếc xe đối tượng cướp được của bị hại. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Quang có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời gian gần đây tại Quảng Ngãi liên tiếp xảy ra các vụ người dân bị chết ngạt do đốt thực bì rừng ở huyện Ba Tơ. Trước đó, chiều 25 tháng 5, chị Phạm Thị Thùy cùng mẹ ruột là bà Phạm Thị Măng ở thôn Mang Lùng đi dọn thực bì, sau đó đốt rẫy để chuẩn bị đất trồng vụ keo mới. Trong lúc đốt rẫy keo của gia đình, bất ngờ gặp luồng gió lớn kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Do khói bao phủ mù mịt khiến chị Thùy kiệt sức, ngạt khói, ngất tại chỗ. Chị Thùy được bà Măng và người thân đưa đi trung tâm y tế huyện Ba Tơ cấp cứu, nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong. Cách đây một tuần, ngày 18 tháng 5, cũng trên địa bàn huyện Ba Tơ, hai vợ chồng đi đốt rẫy dọn thực bì, dẫn đến người chồng chết ngạt. Trong phần tiếp theo của chương trình, choáng ngợp với SeaWorld, công viên với thủy cung lớn nhất thế giới tại Abu Dhabi. Trải nghiệm Vivid Sydney, lễ hội ánh sáng đặc sắc và lớn nhất Australia. Sau một đợt hạn hán kéo dài, trong hôm qua, những trận mưa lớn đã khiến nhiều con phố ở các thị trấn dọc bờ biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha ngập trong nước, ảnh hưởng giao thông trong khu vực. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các thị trấn Benicassim, Oropesa Denman và Cabanes. Lực lượng chức năng địa phương cho biết họ đã thực hiện 3 cuộc giải cứu và cung cấp dịch vụ bơm nước 27 lần. Mưa lớn cũng đổ xuống miền trung Tây Ban Nha, thủ đô Madrid và các khu vực lân cận. Hồi đầu tuần này, nhà chức trách đã đóng cửa nhiều trường học sau khi mưa lớn trút xuống vùng Duyên Hải phía đông nam, khiến các tầng hầm và xe cộ bị ngập nước, một số con đường bị phong tỏa. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha cho biết, một số địa điểm ở khu vực Valencia ghi nhận lượng mưa nhiều hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong 6 tháng trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng những đợt mưa sẽ giúp giảm tình trạng hạn hán đang ảnh hưởng đến Tây Ban Nha. Lượng mưa trên toàn quốc từ tháng 10 năm ngoái đến ngày 21 tháng 5 năm nay thấp hơn 28% so với mức trung bình trong giai đoạn này hàng năm. Thay vì giúp giải quyết vấn đề rác thải nhựa, hoạt động tái chế có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm vi nhựa trên thế giới. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Anh. Nghiên cứu thực hiện tại một cơ sở tái chế ở Vương quốc Anh gần đây cho thấy khoảng 6-13% nhựa tái chế có thể thải ra nước hoặc không khí dưới dạng vi nhựa là những hạt nhựa có kích thước nhỏ hơn 5mm. Kết quả này làm tăng thêm mối lo ngại rằng tái chế không phải là giải pháp hiệu quả cho vấn đề ô nhiễm nhựa như nhiều người vẫn nghĩ. Theo một số ước tính gần đây, khoảng 9% nhựa sản xuất trên thế giới được tái chế. Tuy nhiên, bất chấp những phát hiện mới, các chuyên gia vẫn khuyến nghị phải thúc đẩy hoạt động tái chế, bởi đây hiện vẫn là phương pháp tốt nhất giúp con người hạn chế việc sản xuất nhựa trên thế giới. Công viên SeaWorld với thủy cung lớn nhất thế giới đã có mặt tại Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một vài hình ảnh về một số điểm tham quan sẽ khiến chúng ta choáng ngợp với sự hoành tráng của nó. Được quảng cáo là thế hệ tiếp theo của các công viên giải trí về sinh vật biển, SeaWorld Abu Dhabi có tổng diện tích 183.000 m², được chia thành 5 tầng, chứa 25 triệu lít nước và sẽ là nơi cư trú của hơn 68.000 động vật biển. Theo SeaWorld, du khách sẽ có cơ hội khám phá môi trường tự nhiên dưới nước này thông qua kỹ thuật kể chuyện nhập vai và công nghệ tiên tiến mới nhất. Với công nghệ lập bản đồ 3D và thực tế ảo, giúp du khách tham quan vào các cuộc thám hiểm khoa học ảo hoặc lặn sâu dưới đáy biển. Đây cũng là công viên đầu tiên của SeaWorld không có cá voi sát thủ, loài vật vốn là biểu tượng của chuỗi công viên này. Sau nhiều năm chịu áp lực từ
từ các nhà hoạt động phản đối chương trình nhân giống loài vật này để phục vụ giải trí. SeaWorld đã kết thúc chương trình nhân giống cá voi sát thủ vào tháng 3 năm 2016. Tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, một buổi trình diễn âm nhạc quy tụ các nghệ sĩ đến từ Ghana, Ethiopia và Tanzania đã được tổ chức. Buổi trình diễn có tên African Day, Ngày Châu Phi, chào mừng sự ra mắt của một dự án thúc đẩy các nước châu Phi phân bổ nhiều quỹ hơn để quảng bá di sản nghệ thuật văn hóa. Trên sân khấu, các ca sĩ và ban nhạc trình diễn những bản nhạc của quốc gia mình. Những người tham gia bữa tiệc thì nhảy múa và hòa mình vào âm nhạc để chào mừng dự án Kết nối Văn hóa Châu Phi CFCA do Liên minh Châu Phi phối hợp với tổ chức CELAM Ethiopia thực hiện. Châu Phi là một lục địa có nền văn hóa rất phong phú. Tôi thích nguồn năng lượng ở đây vì nó thể hiện được nền văn hóa Châu Phi của chúng tôi luôn hướng về năng lượng, về niềm hạnh phúc và sự nhiệt huyết. Dự án trên dự kiến sẽ kéo dài 5 năm nhằm mục đích thúc đẩy các chính phủ Châu Phi phân bổ ít nhất 1% ngân sách của họ cho nghệ thuật. CELAM Ethiopia là một tổ chức phi chính phủ sử dụng phim ảnh, âm nhạc và trình diễn xiếc để kêu gọi giải pháp cho các vấn đề xã hội, bao gồm quyền phụ nữ. Tại Maroc, lễ bế mạc sự kiện Thủ đô Văn hóa Châu Phi Rabat vừa diễn ra tại khu di tích lịch sử Chella ở Rabat. 500 máy bay không người lái thắp sáng bầu trời Rabat. Rabat, thủ đô của Văn hóa Châu Phi, được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao văn hóa Châu Phi như một trụ cột phát triển của lục địa. Những lễ kỷ niệm văn hóa châu Phi không chỉ mang tầm quan trọng lớn đối với Maroc mà cả châu Phi và thế giới. Lễ hội ánh sáng lớn nhất Australia, Vivid Sydney, đã chính thức khai mạc vào hôm qua. Đây là lần thứ 13 lễ hội được tổ chức, mang đến nhiều màn trình diễn sáng tạo, kết hợp nhiều công nghệ tân tiến. Đến với lễ hội, du khách được thưởng thức nhiều màn trình diễn ánh sáng và hình 3D đầy màu sắc được chiếu lên nhà hát opera, cầu cảng và trung tâm thương mại CBD. Những màn trình diễn này thật đáng kinh ngạc, họ sử dụng những công nghệ mà tôi chưa từng thấy ở Mỹ. Các màn trình diễn pháo hoa, âm nhạc của thổ dân, những màn trình diễn máy bay, tất cả mọi thứ thật tuyệt vời. Lễ hội còn bao gồm các buổi hòa nhạc, chuyên đề và nhiều gian hàng ẩm thực đặc sắc. Năm nay, với sự chú ý ngày càng tăng về vấn đề môi trường và thổ dân tại Australia, các tác phẩm chiếu sáng cũng hướng tới những chủ đề liên quan đến tự nhiên hay văn hóa bản địa. Sự kiện kéo dài đến hết ngày 17 tháng 6. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía đông của Philippines đang có cơn bão mạnh mang tên Mawar di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão này. Siêu bão Mawar di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25-30 km/h, cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ngày 26 tháng 5, sau khi tăng cường sức mạnh lên cấp độ 5 ở Đại Tây Dương, Mawar trở thành cơn bão mạnh nhất trên toàn cầu kể từ đầu năm cho đến nay. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.